Ngay từ đầu năm 1962, Trung ương Cục miền Nam chuyển căn cứ từ khu rừng Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai sang khu rừng Tràng Riệc, Rùm Đuôn ở phía bắc tỉnh Tây Ninh, sát biên giới Việt Nam-Campuchia. Nơi đây hiện còn lại di tích lịch sử căn cứ Trung ương Cục miền Nam, lưu lại những chứng tích, những kỷ niệm về cuộc đời hoạt động cách mạng hết sức gian khổ, hy sinh nhưng rất đỗi tự hào của nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng cùng bao cán bộ, chiến sĩ trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngôi nhà này là nơi đồng chí Nguyễn Văn Linh từng sống và làm việc những năm tháng ấy. Vật dụng đơn sơ, chiếc đài nhỏ chạy pin để đồng chí nghe tin tức hàng ngày, cây đèn báo chiếu sáng leo lét về đêm. Ngay bên chiếc chõng tre là căn hầm bí mật nối thông với hệ thống trú ẩn bên ngoài. Trải rộng trên diện tích khoảng 70 hectare với hệ thống nhà ở và giao thông hào liên hoàn dài hàng chục cây số, ẩn khuất dưới tán rừng nguyên sinh rậm rạp, căn cứ Trung ương Cục miền Nam được coi là thủ đô của cách mạng miền Nam, nơi tập trung các cơ quan đầu não trực tiếp lãnh đạo công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên chiến trường miền Nam Việt Nam. Ngày 16 tháng 2 năm 1962, tại căn cứ địa Tây Ninh, hơn 100 đại biểu gồm đủ các tầng lớp xã hội, tôn giáo, dân tộc thuộc nhiều xu hướng chính trị khác nhau đã về tham dự Đại hội Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam lần thứ nhất. Đại hội đã ra tuyên ngôn và chương trình hành động 10 điểm và quyết định lấy lá cờ nửa đỏ, nửa xanh có ngôi sao vàng 5 cánh làm cờ và bài Giải phóng miền Nam làm bài hát chính thức của mặt trận. Chương trình hành động 10 điểm của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam bao gồm đánh đổ chế độ thuộc địa trá hình của đế quốc Mỹ và chính quyền độc tài Ngô Đình Diệm, tay sai của Mỹ, thành lập chính quyền liên minh dân tộc, dân chủ, thực hiện chế độ dân chủ rộng rãi và tiến bộ, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, thực hiện cải thiện dân sinh, thực hiện giảm tô, tiến tới giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, giúp người cày có ruộng, xây dựng nền văn hóa giáo dục dân tộc, dân chủ, xây dựng một quân đội bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân, thực hiện dân tộc bình đẳng, nam nữ bình quyền, bảo hộ quyền lợi chính đáng của ngoại kiều và kiều bào, thực hiện chính sách ngoại giao hòa bình, trung lập, lập lại quan hệ bình thường giữa hai miền, tiến tới hòa bình thống nhất tổ quốc, chống chiến tranh xâm lược, tích cực bảo vệ hòa bình thế giới. Đại hội Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam lần thứ nhất đã bầu ban chấp hành gồm 52 ủy viên do luật sư Nguyễn Hữu Thọ làm chủ tịch. Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, tuổi đã ngoài 90, nhưng ký ức vẫn vẹn nguyên không khí sôi nổi, quyết tâm của những ngày tháng 2 năm 1962 lịch sử. Thời điểm này, bà được điều từ miền Bắc trở lại miền Nam, giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Mặt trận Giải phóng, hoạt động ở mảng đối ngoại, kiêm Phó Tổng Thư ký Hội Phụ nữ Giải phóng. Cái cương lĩnh 10 điểm của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Việt Nam cũng thể hiện chính sách của mặt trận đối với cái phong trào yêu nước đó là nhằm đoàn kết tất cả các lực lượng yêu nước chống Mỹ xâm lược và tay sai phản động của chúng vì mục đích hòa bình, độc lập, dân chủ, trung lập. Và có thể nói cái phong trào đó đã phát triển rất nhanh và càng ngày càng mạnh.
Giai đoạn đầu năm 1962, Mỹ chính thức triển khai chương trình khai quang quy mô lớn ở miền Nam Việt Nam. Sau khi thử nghiệm phun giải nhiều loại chất độc khác nhau, quân đội Mỹ đã tìm ra chất độc có sức phá hủy mạnh nhất, đó là chất độc da cam. Để phục vụ quân đội Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, công ty sản xuất chất diệt cỏ Monsanto đã đẩy nhanh tốc độ sản xuất, gia tăng nhiệt lượng, khiến sản phẩm phụ dioxin trong chất da cam tăng vọt gấp nhiều lần so với thuốc diệt cỏ thông thường. Những số liệu tổng kết cho thấy, trong số gần 80 triệu lít chất khai quang được giải xuống miền Nam Việt Nam, thì có đến 44 triệu lít là chất da cam. Với cái quy mô, với cái thời gian và với cái tác hại của chất diệt cỏ, đặc biệt là dioxin, thì cái cuộc chiến chất diệt cỏ ở miền Nam Việt Nam trong những năm đó đã trở thành một cái cuộc chiến tranh hóa học lâu nhất, lớn nhất và để lại hậu quả nặng nề nhất trong lịch sử nhân loại. Ngày 8 tháng 2 năm 1962, Mỹ quyết định lập Bộ Tư lệnh Hành quân chung giữa Mỹ và Việt Nam. Với sự tham gia của hơn 4.000 cố vấn, Bộ Tư lệnh chịu trách nhiệm chỉ huy toàn bộ các lực lượng quân sự của Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa và các đồng minh tại miền Nam Việt Nam. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa dưới sự chỉ huy của các cố vấn Mỹ liên tục mở những cuộc hành quân lớn, càn quét khắp chiến trường miền Nam Việt Nam để tiêu diệt lực lượng cách mạng. Cuối tháng 2 năm 1962, Sài Gòn náo loạn bởi vụ ném bom Dinh Độc Lập nhằm ám sát Tổng thống Ngô Đình Diệm. Nguyên nhân được cho là do Đại Việt Quốc Dân Đảng, một đảng đối lập chống chính quyền thực hiện. Vào lúc 7 giờ sáng ngày 27 tháng 2 năm 1962, hai phi công Nguyễn Văn Cử và Phạm Phú Quốc thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa lái hai chiếc máy bay thả bom trúng Dinh Độc Lập. Quả bom đầu không phát nổ, Tổng thống Ngô Đình Diệm chạy được vào hầm trú ẩn. Lực lượng bảo vệ chính quyền Sài Gòn hoàn toàn bất ngờ, phải sau 30 phút mới phản công được, bắn hỏng máy bay và bắt sống Phạm Phú Quốc, còn Nguyễn Văn Cử bay thoát được sang Campuchia. Chế độ Diệm bắt đầu có cái dấu hiệu khủng hoảng rất nghiêm trọng với cái việc là đã nổ ra cái cuộc đảo chính quân sự đầu tiên trực tiếp nhắm vào cái phủ đầu rồng phủ tổng thống, nhắm vào cá nhân ông Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu. Và cái rạn nứt ở trong cái nội bộ của Việt Nam Cộng Hòa thì nó dội một cái tiếng vang rất là lớn vào chiến trường Mỹ. Người ta đã bắt đầu đặt ra vấn đề là cái việc nước Mỹ ủng hộ một cái thể chế độc tài đến chính nhân dân miền Nam cũng không chịu nổi thì có xứng đáng hay không và có chính đáng hay không. Và cái việc này cũng là bắt đầu mở đầu cho cái việc là thời kỳ khủng hoảng ở trong nội bộ phía Mỹ Diệm. Miền Bắc Việt Nam năm 1962 tiếp tục dấy lên các cao trào thi đua ở các cấp, các ngành, các đơn vị. Ngày 2 tháng 3 năm 1962, khai mạc Đại hội thi đua Công an Nhân dân Vũ trang lần thứ nhất, Bác Hồ đã đến dự, động viên đại hội. Bác khen ngợi lực lượng công an nhân dân vũ trang và căn dặn các cán bộ, chiến sĩ phải luôn luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu. Cảnh giác thôi chưa đủ mà phải làm cho nhân dân cùng cảnh giác và giúp đỡ mình, đơn vị mình trong công việc. Phải đoàn kết chặt chẽ. Cuối cùng, bác tặng mấy câu thơ. Non xanh nước biếc trùng trùng, giữ gìn tổ quốc ta không ngại ngùng gian lao. Núi cao, sự nghiệp càng cao.
vâng lời Bác dạy. Dù còn nhiều khó khăn, gian khổ, lực lượng công an nhân dân vũ trang đã có nhiều nỗ lực giúp đồng bào gìn giữ trật tự trị an, chấn áp thổ phỉ, bắt gọn hầu hết các toán gián điệp, biệt kích của Mỹ và chính quyền Sài Gòn tung ra phá hoại miền Bắc, bảo vệ an toàn các cơ sở kinh tế, các công trình quốc phòng, an ninh, tính mạng và tài sản của nhân dân. Trước yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng miền Nam, lực lượng công an nhân dân vũ trang miền Bắc đã tuyển chọn, huấn luyện, đưa hàng vạn cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm tấn vũ khí, tài liệu, phương tiện thông tin liên lạc, chi viện cho chiến trường miền Nam, sát cánh cùng lực lượng an ninh miền Nam, tiến hành công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam và khu căn cứ cách mạng. Cũng ở giai đoạn này, Việt Nam đang gặp khó khăn khi hai nước xã hội chủ nghĩa lớn nhất thế giới đang có mâu thuẫn và đều có toan tính riêng. Đảng ta, với tinh thần độc lập tự chủ, đã có hướng đi đúng đắn trong việc thực hiện chính sách đối ngoại nhằm cân bằng quan hệ hữu nghị với cả Liên Xô và Trung Quốc, từ đó nhận được sự ủng hộ của cả hai nước cho cuộc kháng chiến giành độc lập, thống nhất Tổ quốc. Tôi cho rằng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc không phải là quan hệ song phương bình thường, cũng không phải là quan hệ chiến lược thông thường. Nó có một số nội hàm sâu rộng hơn, bởi vì trước đó quan hệ hai đảng, hai nhà nước đã tích lũy được rất nhiều nhận thức chung, khiến cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Đó là ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện. Như vậy đương nhiên cũng bao hàm cả mối quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước, vừa là anh em vừa là đồng chí, được hình thành trong thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông. Chúng tôi luôn cố gắng với khả năng của mỗi bên để hỗ trợ, giúp đỡ nhau về mặt tinh thần, chính trị, kinh tế và cả quân sự khi các bạn tiến hành cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập của mình. Đầu tháng 7 năm 1962, Ủy ban Quốc tế Giám sát Đình chiến ở Việt Nam do Ấn Độ làm chủ tịch đến thăm Hà Nội. Chủ tịch Hồ Chí Minh thông báo với đoàn Việt Nam đã lập ban thi hành Hiệp định Geneva. Nhiều lần chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gửi công hàm cho các đồng chủ tịch hội nghị Geneva thông báo về việc thúc đẩy các bên thi hành các điều khoản nhưng đã không có kết quả vì Mỹ và chính quyền Sài Gòn cố tình phá hoại hiệp định. Phái đoàn giám sát quốc tế đã đến bờ Bắc sông Bến Hải để chứng kiến thái độ hiếu chiến từ phía chính quyền và quân đội Sài Gòn. Hàng vạn nhân dân thủ đô đã chào đón phái đoàn, biểu thị quyết tâm độc lập và thống nhất đất nước. Phó Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã thông báo cho nhân dân thủ đô về quyết tâm của Đảng và Chính phủ kiên trì đấu tranh để Nam Bắc sum họp một nhà. Sài Gòn, tháng 3 năm 1962. Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm thông qua quốc sách ấp chiến lược trên cơ sở chương trình ấp chiến lược do chuyên gia Anh Robert Thompson làm cố vấn. Ở Nam Tây Nguyên, trong 6 tháng đầu năm 1962, quân lực Việt Nam Cộng hòa đã gom được 100 làng ở các vùng giáp danh, vùng ven, xây dựng thành ấp chiến lược khá kiên cố với nhiều lớp rào, có hào sâu, lô cốt và ụ chiến đấu kết hợp với trông mìn. Ngoài lực lượng dân vệ, còn có lực lượng bảo an chốt giữ ấp. Bộ máy kìm kẹp cũng được tổ chức trong từng ấp khá chặt. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara sau chuyến đi đến tận xã Hòa Trị kiểm tra ấp chiến lược Phước Khánh đã nói: chương trình ấp chiến lược của Diệm đạt được nhiều kết quả thiết thực. Khoảng 1.600 trong số 14.000 ấp được dựng lên và rào lại.
chính quyền Mỹ tiếp tục viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa, đẩy mạnh xây dựng ấp chiến lược, tiếp tục dồn dân, bổ sung thêm quân số, binh khí kỹ thuật. Năm 1961, mới có 153 ấp chiến lược. Đến năm 1962, số ấp chiến lược lên tới 3.960. Trước âm mưu, thủ đoạn mới của chính quyền Sài Gòn trên toàn miền Nam đã dấy lên phong trào phá ấp chiến lược bằng nhiều hình thức, từ đấu tranh chính trị tại chỗ đến kết hợp với lực lượng vũ trang, binh vận đánh địch. Trong năm 1962, hệ thống tổ chức, lực lượng binh vận được xây dựng từ cấp miền đến các cơ sở. Các cán bộ trong các ban binh vận đã kề vai sát cánh cùng nhân dân trong các ấp chiến lược, làng xã, vừa đấu tranh trực diện, vừa tích cực kêu gọi binh lính, người thân của mình trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa quay về chống lại việc gom dân, lập ấp. Đất nước Lào năm 1962. Với sự giúp đỡ của bộ đội tình nguyện Việt Nam, cuộc chiến tranh cách mạng ở Lào phát triển vượt bậc. Do thất bại trên các chiến trường, Mỹ và chính quyền Hoàng thân Suvarnabhumi buộc phải chấp nhận ngừng bắn, thành lập chính phủ liên hiệp ba phái của Lào. Tháng 7 năm 1962, Hiệp định Geneva về Lào được ký, đã cam kết tôn trọng độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của Lào. Ngày 5 tháng 9 năm 1962, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Vương quốc Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai dân tộc anh em tiến lên một tầm cao mới. Tôi nghĩ rằng hai nước chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau. Lào và Việt Nam không thể tách rời nhau được. Cuối năm 1962, lực lượng quân sự Mỹ ở miền Nam Việt Nam đã lên tới 11.300 quân, 13 đại đội máy bay trực thăng, 5 đại đội máy bay trinh sát, oanh tạc, vận tải, 4 phi đội phản lực chiến đấu với 257 máy bay các loại, 8 đại đội công binh, thông tin và một số đơn vị thuộc lực lượng đặc biệt. Tuy nhiên, việc tăng cường quân Mỹ không làm thay đổi tình thế, không làm cho hoạt động vũ trang của cách mạng miền Nam giảm đi, mà ngày càng phát triển rộng khắp. Quân giải phóng đang ngày một trở nên mạnh hơn bằng chính vũ khí Mỹ, chiến lợi phẩm thu được qua các trận đánh và sự chi viện từ miền Bắc. Miền Nam lấy vũ khí địch, đánh địch. Miền Nam cần thêm nhiều súng đạn, vật dụng, lương thực để có thể tăng cường thêm sức mạnh đối đầu với cường địch. Trước tình hình Mỹ đẩy mạnh chiến lược chiến tranh đặc biệt, năm 1962, đoàn 759 đã có những chuyến đầu tiên vận chuyển vũ khí, trang bị cho chiến trường miền Nam bằng đường biển. Những đồng chí ở trong Nam ra để nghiên cứu cách đóng tàu là thế nào, rồi vũ khí chở như thế nào, có đường đi là thế nào, thì tôi có gặp những đồng chí đó. Và lúc đó theo ý kiến anh ba thì làm việc với một hai đồng chí ở quân ủy thôi. Còn nói tôi là một người thì để một thời gian xong thì động được chiếc tàu và chở vũ khí về. Lúc xuất phát đó thì tôi có đến Lò Sơn để kiểm chân đi, một thời gian sau thì được tin là thành công. Ngày 11 tháng 10 năm 1962, chiếc tàu gỗ gắn máy không số mang tên Phương Đông 1 chở vũ khí
dưới sự chỉ huy của đồng chí Lê Văn Một và đồng chí Bông Văn Dĩa rời bến K-15 Đồ Sơn, Hải Phòng. Ngày 16 tháng 10 năm 1962, tàu Phương Đông 1 đã cập bến cửa Vàm Lũng, Cà Mau an toàn. Thành công này khởi đầu cho việc thiết lập tuyến vận tải đường Hồ Chí Minh trên biển. Trên đường đi đó, thì qua không biết bao nhiêu rùm bót mà mình đi lần đầu tiên, rừng từ biên giới Tây Nam đi cho tới biển thì khó lòng lắm. Nhưng mà nguy hiểm nhất là đi qua cái lộ số 1. Qua lộ số 1 thì đêm phải đi làm sao từ cái núi Bà qua núi Cậu, rồi phải lên tới cái núi Gia Rai, mà chiều ra phải lên tới đỉnh Gia Rai nằm trên đó rồi chiều cái xuống núi đi xuống tới gần tới căn cứ của mình là Hồ Tràm đó, thì là bị địch nó phục kích nó bắn chết đồng chí buổi qua, nó lấy hết 100.000 đồng. Hai đồng chí khác cũng bị bắn chết. Từ năm 1962 đến năm 1975, tại bến K-15 tại Đồ Sơn, Hải Phòng, 168 lượt tàu không số đã xuất phát, vận chuyển hơn 150.000 tấn vũ khí, trang thiết bị và đưa hàng chục nghìn lượt cán bộ từ miền Bắc vào chi viện cho chiến trường miền Nam. Không ít chiến sĩ đã hy sinh trên đường làm nhiệm vụ, vĩnh viễn nằm lại dưới lòng biển sâu. Đoàn tàu không số đã hai lần được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đến cuối năm 1962, lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam đã lớn mạnh, có khả năng kiềm chế và thắng địch trong chiến tranh đặc biệt. Cả nước sẵn sàng đối phó với mọi hoạt động phiêu lưu mạo hiểm của Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa, chuẩn bị một cuộc chiến tranh toàn dân và trường kỳ để chiến tranh cách mạng Việt Nam có những chiến thắng tạo ra bước ngoặt, làm thay đổi cục diện chiến trường.